xin chào quý khán giả đã đến với món thứ hai, tôm mũ ni cháy tỏi. Nghe tên đã biết nguyên liệu chính của món ăn này là tôm mũ ni và tỏi rồi đúng không? Nhưng một nguyên liệu vô cùng quan trọng phải kể đến đó chính là muối Maria. Muối đặc chế riêng của nhà hàng Maria được làm từ muối, bánh phồng tôm chiên giòn, tiêu, các loại gia vị cần thiết theo tỷ lệ hợp lý. Tất cả được đâm nhuyễn để tạo thành hỗn hợp này. Tôm mũ ni để nguyên con luôn, chiên trên dầu nóng. Liên tục rưới dầu sôi để con tôm được chín đều nha. Khi tôm vừa chín tới thì vớt tôm ra thôi. Anh Bùi cắt tỏi thật nhanh, nhanh còn hơn anh Hoàng rapper bắn rap nữa. Cắt xong anh ấy phi tỏi, anh băm tỏi, rồi cũng phi luôn. Đem tôm cho ra dĩa, rải tỏi phi lên, rồi sau cùng là rắc muối Maria lên trên nữa. Là đã hoàn thành món tôm mũ ni cháy tỏi rồi nha. Tôm chỉ vừa chín tới nên thịt vẫn còn giữ được độ ngọt bên trong. Gạch tôm đỏ au, cộng thêm cái thơm của tỏi phi, vị mặn đậm đà nhưng rất đặc biệt của muối Maria thì đúng là quá hoàn hảo đi thôi.